Ơi xin chào anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh Crypto Channel của mình. À thì hôm nay mình sẽ làm một cái video liên quan tới cái sàn Glim Network. À, thì à, cách đây khoảng một ngày thì à, sàn nó có thông báo nó đã à, à, thành lập cái contract tức là hợp đồng thông minh. À nó đã phát hành cái hợp đồng thông minh ấy, smart contract ấy ở trên cái mạng Polygon. Hôm nay mình sẽ làm cái video để anh em add cái contract đó vào ví MetaMask hoặc là ví Trust đúng không ạ? Thì ở trên giao diện của trước khi hướng dẫn anh em add cái contract đó vào thì mình sẽ nói sơ qua về cái video trước mà mình đã làm về cái KYC bước 1 ấy. Thì hiện nay ở trên cái màn hình của mình là account whitelist tức là đã thành công đã thành công đúng không ạ đấy à, nếu anh em nào mà chưa đăng ký thì có thể đăng ký để nhận airdrop thì ở trên màn hình chính ấy, thì sẽ có chữ airdrop này nhấp vào chữ airdrop và sau đó bấm vào của mình ấy. hiện tại thì có khoảng à, 1054 cái đồng Glim và giá của nó tức là ở trên sàn nó đang mặc định là 368 đô à, và sau khi mà anh em đã ép cái con chắc đó vào thì khi mà sàn nó cho rút ấy, thì anh em có thể à, rút về cái ví mà mình đã có cái con ví chất hoặc ví metamask mà mình add cái con chắc vào ấy nó bấm vào Calam ha gram More mo ấy thì ở đây là mình còn phải 8 giờ 27 phút nữa mới có làm lại một lần nữa các bạn sẽ làm như thế nhá Nếu bạn nào chưa thì có thể đăng ký tham gia mình sẽ để link ở mô tả đúng không ạ rồi bây giờ anh em sẽ vào cái telegram của cái group network này thì nó có ghim ở trên đấy ở trên nhóm ấy là cái contract đây đúng không ạ đây cái contract đây nó chạy này ở đây thì các bạn mình sẽ để cái contract này ở dưới cái mô tả nhá anh em vào mà lấy copy thôi bây giờ mình sẽ copy nó này sau đó mình sẽ vào cái vitchet này vào cái vitchet ha ví dụ bây giờ là mình sẽ hướng dẫn vào vitchet này À, vào cái trước ở đây á, thì anh em sẽ vào cái mục là à, góc phải trên cùng ấy nhưng mà có hai vòng tròn với hai cái gạch ngang ấy đấy góc phải trên cùng xong đó anh em có thể dán cái dán cái con chắc này vào à, thế nếu khi mà dán con chắc vào ấy là sẽ không tìm thấy này không tìm thấy tài sản nào thì các bạn anh em sẽ nhấp vào cái tự thêm các đồng tiền mã hóa ấy nha tự thêm các đồng tiền mã hóa này Đấy Thì lúc này nó ở một cái token này Thì anh em cái mạng lưới ấy Anh em sẽ chuyển nhấp vào cái mạng lưới này Cái chỗ Ethereum ấy Cái mạng lưới là nhấp vào đấy Nó sẽ sổ xuống anh em sẽ Tìm đến cái Polygon này Đó Tìm Polygon Sau đó anh em sẽ dán cái Dán cái, cái contract đó vào Đó Thì nó sẽ ra cái từ Nó sẽ tự động ra cái từ Glim Network à, ký hiệu là GLIM và số tốc phân là 18 anh em chỉ cần bấm ghi lại À, như vậy nó sẽ có đấy nó sẽ có glim mà không hiện tại thì chưa có vì hiện nay họ đang cho aerop thôi và chưa có à, chưa có nhận vào đây đúng không ạ còn nếu mà trên ví thì mong mắt về metamask ấy thì các bạn phải metamask thì phải trước hết là phải add cái mạng polygon vào trước đó mạng polygon vào trước sau đó bắt đầu mới có thể À, add cái chắc này vào um, Vào được Đúng không ạ à, Thì có thể mình sẽ làm cái video sau Để anh em Hướng dẫn anh em cái cách Vào um, à, Ví Metamask Tức là à, Add cái chắc vào Ví thêm... Metamask Ha Đó Đấy Ở đây thì có thể nhận này Đấy nhận thì địa chỉ đây Đúng không ạ Copy thôi à, Hoặc là gửi à, Gửi thì các bạn phải lấy cái địa chỉ nguồn ha Đấy à, Rất là đơn giản thôi đó. vậy chúng ta vào ví lại này à, chúng ta sẽ thấy được cái chữ à, Glim Network này đúng không ạ à, chúng ta quay lại cái à, cái nhóm này đúng không ạ đây mình thấy dịch cho các bạn xem nào viết cái gì đây Công bố địa chỉ hợp đồng này chúng tôi vô cùng vui mừng thông báo rằng địa chỉ hợp đồng Glim Network đã được triển khai. Như tôi đã nói trước chúng tôi sẽ chạy nhiều hợp đồng chuỗi để phục vụ bạn tốt hơn. Hợp đồng đầu tiên của chúng tôi đã được triển khai trên đa giác, tức là Matic ấy. Các chuỗi khác sẽ sớm uh, theo sau uh, đấy. Rất tiếc là chúng tôi không thể triển khai hợp đồng trên chuỗi Solana tức là trước đây trong cái sách trắng họ nói sẽ chạy trên Solana nhưng mà Họ nói rằng là hợp đồng Solana sẽ được cung cấp sau là do những cái bất thường của thị trường. À, đó ok. Đúng không ạ? Rồi chúng ta quay lại cái app một chút xíu này à, Ở đây thì mình sẽ nói thêm là nếu như các bạn nào mà coi video ấy, coi video để lấy um, thì cũng được. Đây này bấm vào uh, watch video CV1 này, watch video CV2 này, đó. Chúng ta sẽ coi cái video thôi. tức là coi quảng cáo đấy ba mươi giây ha Rồi bấm vào chữ nô no thanh cho mình đó đấy. nhưng mà chúng ta quay lại ở đây bạn nào mà muốn uh, uh, lấy cái uh, link mời thì vào cái chữ uh, referral này referral này này gần chữ wallet đấy đấy referral xong nó copy share link ấy share link uh, bấm vào share link này thì các bạn uh, sẽ gửi cho đấy sao chép rồi các bạn sẽ gửi cho bạn bè ha thì chúng ta sẽ nhận được cái phần thưởng đó rồi ở đây có một cái đồng sau này đây cái đồng này này cái đồng GNST cái đồng này là cái đồng định giá của cái sàn này luôn nhá cái đồng định giá của cái sàn này nó sẽ phát hành sau rồi đó trước mắt là như thế đấy à, tài khoản của bạn nào mà có cái chữ account whiteletis màu xanh ấy là đã, đã xác minh nhé. đã kyc xong bước 1 đấy rồi video đến đây là kết thúc à, nếu như em thấy hay thì có thể chia sẻ cho nhiều người biết và để ủng hộ kênh mình thì có thể đăng ký kênh và nhấm like ủng hộ kênh mình à, cảm ơn anh em đã theo dõi. chúc uh, anh em thành công